tục là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Uber Việt Nam vừa cho biết đơn vị này sẽ kết hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt để cho tài xế vay đến 95% khi mua xe mới. Chính sách này được áp dụng cho các tài xế Uber hoạt động trên nền tảng Uber tối thiểu 6 tháng, duy trì mức điểm đánh giá tối thiểu 4.6, có hộ khẩu hoặc KT3 ở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. Đối với những tài xế chưa là đối tác của Uber, có kinh nghiệm lái xe tối thiểu 1 năm, có hộ khẩu KT3 ở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội, được biết Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất của Uber trên toàn thế giới, nên được lựa chọn là thị trường Đông Nam Á đầu tiên triển khai chương trình hỗ trợ tài chính cho những đối tác tài xế hiện tại cũng như tiềm năng.